Chị gái Nam Em, Nam Anh gặp sự cố váy ngắn nhớ đời vì nhảy quá sung. Sự cố trang phục là điều khó tránh khỏi bởi với các nghệ sĩ và điều này khiến họ phải cẩn trọng hơn trong cách ăn mặc. Mới đây, Nam Anh, chị gái Nam Em có xuất hiện tại sự kiện ra mắt MV Tất Cả Đứng Im của Ngô Kiến Huy, có diện trang phục ấn tượng. Nam Em mít áo 2 dây cùng chân váy dán tennis, nhưng chất liệu da thêm chi tiết đây dây xích tạo điểm nhấn giúp set đồ thêm phần sang chảnh. Cư dân mạng nhận xét, ngầu quá chị ơi, xuất sắc nha, đẹp cá tính, mê style này rồi. Trong lúc thực hiện thử thách vũ đạo, Lệ Nam có phần sơ ý nên gặp sự cố hớ hên. Sau đó cô đã lên tiếng trên trang cá nhân rằng, khi nãy tại sự kiện của anh Ngô Kiến Huy, em nhảy sung quá nên sợ có những phút hớ hên. Anh chị nào có quay lại thì xin che chắn lại giúp em. Ngàn lời yêu thương cả nhà, một lần nữa chúc mừng MV của anh Bắp. Đây không phải là lần đầu tiên Nam Anh rơi vào tình huống này. Trong buổi công chiếu phim hồi tháng 8, cô chọn thiết kế váy dáng quay tạo kiểu hoa hồng duyên dáng. Khi bị hù dọa, người đẹp giật mình và ngã trên sảnh đỏ, suýt hớ hên vì trang phục ngắn. Có lẽ vì quá sung nên Nam Anh đã không kiểm soát được. Cô hào hứng vui đùa cùng các bạn trong buổi ra mắt của anh Bắp Ngô Kiến Huy. Các bạn ơi, đừng quên ủng hộ hai chị em, Nam Anh trong những sự kiện sắp tới của họ nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.